đăng cái hình, một cái hình lung linh của mình lên, mình đăng mình thả thính là có cái bệnh gọi là ngại yêu rồi, mình cảm giác như mình thả thính là mình đang cô đơn vậy á. Nếu như mà anh đó không phải BD, anh đó thực sự là có ấn tượng về mình thì anh đó sẽ comment hay là anh đó sẽ like. Rồi sau đó em thức dậy thì em đã thấy anh đó comment thiệt. Anh comment sao? Dạ, anh comment là bệnh này bị nhiều lắm em, anh cũng bị vậy, kiểu như vậy. Rồi sau đó bao lâu thì hai đứa mới bắt đầu yêu nhau? Khoảng một tuần sau là em hẹn vợ em đi uống cà phê. Nhà cũng gần nên là cái bữa đó em đi xe đạp qua cái quán đó, thì nó ở trong cái khu dân cư, là trong cái khu đó luôn, cũng cách khu cách cái nhà tụi em luôn. Rồi cái em mới chạy vô cái quán đó, cái chút nữa vợ em đi ra, đi vô quán, mà lúc đó em ở ngoài cái quán là có cái phòng lạnh với lại cái không gian ngoài. Em ở ngoài cái giờ em nói mũi lắm, thôi mình vô phòng lạnh mình ngồi. Cái xong rồi hai đứa vô phòng lạnh ngồi, thì theo cái phép lịch sự bình thường thì là thường thường là mình ngồi đối diện nhau thôi. Xong mà không biết bữa đó tự nhiên em ấy, sao em ngồi kế bên luôn. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Lời đầu tiên em xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và toàn thể các bạn khán giả có mặt ở trường quay hôm nay, cũng như là các bạn đang xem đài. Em tên là Tống Thanh Tiên, năm nay em 31 tuổi, em ở Bình Dương. Nghề nghiệp của em hiện nay là quản lý của công ty gia đình. Còn em? Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào khán giả xem đài. Em tên là Bùi Thị Thu Hà, năm nay em 26 tuổi, em cũng làm kinh doanh gia đình thôi. Hiện tại thì em cũng đang ở Bình Dương. Vậy thì chắc là hai bạn là chắc là hàng xóm, mà cũng có thể là hai bạn quen nhau từ cái thời thanh mai trúc mã đúng không? Dạ, quen nhau, nói chung là ở nhà nhau thì gần lắm ạ. Cách đó, nhau chỉ có 300-400 mét thôi. Thấy chưa? Nhưng mà thời gian gần đây thì mới quen biết nhau, chứ trước đó từ nhỏ lớn lên thì cũng không hề quen biết nhau gì hết. Không biết nhau luôn. Dạ. Ủa vậy cái cơ hội nào mà hai bạn gặp nhau để mà rồi yêu nhau? Khi mà hai vợ chồng đi cùng một cái đám cưới thì chồng em thì không có cái ấn tượng gì về em hết. Em thì có ấn tượng về chồng em là lúc đó nhìn chồng đẹp trai, nói chung là nhìn rất là thích, nhìn rất là thích, nhưng mà mình theo kiểu mình không có chủ động, mình bị động. Nhưng mà sau 6 tháng sau, em cũng tham gia cuộc thi thanh lịch của phường tổ chức, chồng em cũng tham gia chương trình đó luôn. Vô tình gặp lại nhau một lần nữa, hôm chung kết em không được thi, chồng em được thi thôi. Có nghe tên giới thiệu qua, giới thiệu lại là anh này tên vậy. Trong cái cuộc thi là cái phòng sơ tuyển á, nó có một cái phần thi là giới thiệu bản thân. Lúc đó là vợ em nói là em đã để ý em rồi, xong rồi vợ em mới về nhờ một cái người bạn làm ở cái đơn vị tổ chức á, hỏi xin cái danh sách thí sinh tham gia, cái từ đó mới kiếm được số điện thoại của em. Tức là vợ chủ động đi kiếm số điện thoại của chồng. Đúng. Ủa nhưng mà chị hỏi em là vợ em đẹp như vậy mà lý do gì mà ngay cái hôm mà lần thi đầu tiên đó em không có cái ấn tượng gì vậy? Cái gu em là bắt đầu là cao hơn. Cái gu là nó cao đó, chân dài đó đúng không? Chân phải dài. Toàn mấy nữ cao không à. Có vợ em là chắc thấp nhất. Nhưng mà ảnh không chú ý tới em đúng không? Dạ. Em có nghi ngờ về cái có, chuyện của ảnh có không? Nói chung là ngay từ đầu khi mà nhìn thấy ảnh em đã rơi nghi ngờ cái giới tính, nghĩ anh là 3D rồi. Nói chung là xưa giờ vẫn nghi ngờ là 3D. Tới bây giờ luôn à? Không, hồi đó thôi. Đó thôi chứ tưởng dạ, tới bây giờ luôn là đâu có được. Rồi sao, có số điện thoại rồi? Có số điện thoại rồi nhưng mà mình ngại lắm, mình không dám nhắn tin, mình không dám gọi điện thoại. Em lên Facebook kiếm tên Facebook của anh này, tìm kiếm được rồi nhưng mà không dám kết bạn. Nhưng mà 2-3 ngày sau giống như là ngu si vậy, một phút ngu si vậy, cái mình bấm vào kết bạn, thì trong thời gian đó thì anh đó đang online luôn, anh xác nhận lại liền luôn, mình không kịp bấm hủy kết bạn đi. Lúc đó em cũng không biết nữa, tại vì một ngày cũng có vài người kết bạn nên là em cứ thay kết bạn thì em bấm thôi. Nhưng mà mỗi lần kết bạn có coi hình nền không? Cũng có chứ anh, coi có gái thì mình kết bạn. Bữa chung kết anh thi xong, mà em biết cái chương trình mình thi xong á là 12 giờ đêm thi mới thi xong, thì lúc đó là đêm buổi tối vậy á, canh gần 12 giờ em mới đăng cái hình, một cái hình lung linh của mình lên, mình đăng mình thả thính là có cái bệnh gọi là ngại yêu rồi, mình cảm giác như mình thả thính là mình đang cô đơn vậy á. Nếu như mà anh đó không phải BD, anh đó thực sự là có ấn tượng về mình thì anh đó sẽ comment hay là anh đó sẽ like. Rồi sau đó em thức dậy thì em đã thấy anh đó comment thiệt. Anh comment sao? Dạ, anh comment là bệnh này bị nhiều lắm em, anh cũng bị vậy, kiểu như vậy. Rồi sau đó bao lâu thì hai đứa mới bắt đầu yêu nhau? Khoảng một tuần sau là em hẹn vợ em đi uống cà phê. Nhà cũng gần nên là cái bữa đó em đi xe đạp qua cái quán đó, thì nó ở trong cái khu dân cư, là trong cái khu đó luôn, cũng cách cách cái nhà tụi em luôn. Rồi cái em mới chạy vô cái quán đó,
Cái chút nữa vợ em đi ra, đi vô quán mà lúc đó em ở ngoài cái quán là có cái phòng lạnh với lại cái không gian ngoài. Em ở ngoài cái giờ em nói mũi lắm, thôi mình vô phòng lạnh mình ngồi. Cái xong rồi hai đứa vô phòng lạnh ngồi. Thì theo cái phép lịch sự bình thường thì là thường thường là mình ngồi đối diện nhau thôi. Xong mà không biết bữa đó tự nhiên em ấy sao em ngồi kế bên luôn. Thế rồi sao nữa? Tự nhiên tới cái hấp dẫn cái... Đúng rồi đó, trời ơi. Em chơi mà đúng không? Em thích nghe những cái đó. Đó rồi sao? Vô trong phòng đó có nhiều người không? Cái lần đầu tiên gặp thì cũng... anh đó gài, em không nhớ là gài cái gì nữa mà em phải ôm anh một cái. Mà là em ôm ổng? Dạ, ôm hờ qua một cái rồi chạy đi thôi. Rồi khi nào mới bắt đầu có nụ hôn xuất hiện? Khoảng 2 ngày sau cũng ở cái quán đó. Ấy là sau khi quen là em hẹn liên tục ở quán đó. Em thấy cái quán đó địa điểm tốt. Phong thủy tốt. 2 ngày sau thì em đã gài được vợ em hôn tiếp. Mà gài không? Sao? Không biết sao lúc đó cái trình độ em nó cao vậy mà em giờ không nhớ luôn. Bà có nghĩa là em bà chủ động hôn mình luôn. Nhưng mà em cảm thấy nó rất là sung sướng và rất là nói chung hạnh là phúc do... khi mà mình bị gài. Cũng sung sướng nha. Nhưng mà nè, đi chơi nhiều như vậy rồi gia đình có biết không? Gia đình em có dễ không? Gia đình em khó lắm. Gia đình em mà em là người gốc Bắc. Khá là khó. Nói chung mà đi chơi lúc nào mình đi chơi cũng từ 7:30 tối tới chỉ tới 9:30, 9 giờ 9:30 tối là con em phải về rồi. Dạ. Đi chơi được vài lần như vậy, nói chung 1-2 tuần ba em cũng nghi ngờ. Ba mẹ em gợi ý là nếu mà cảm thấy tiến tới xa hơn được nữa thì mời anh đó về nhà chơi. Rồi sao, em có tới không? Dạ có, tại vì em cũng có ý định nghiêm túc. Thì mời thì em tới thôi. Hồi đó giờ em quen cũng mấy người rồi nhưng mà em chưa tới nhà bao giờ. Mà em sợ không? Dạ sợ chứ. Tâm trạng em sao? Lúc mà hôm em gặp lần đầu tiên em gặp ba mẹ vợ đó, cái cảm giác em sao? Nói chung là run lắm, y như là lần đầu tiên đi phỏng vấn xin việc trước ngồi coi tivi, em với ba ngồi đối diện vậy nè. Mà bây giờ em chỉ hỏi là con hôm nay là làm gì ở đâu, cái im đe luôn. Cái từ đó là hai người coi tivi sắp về, cái ba nói nếu mà cháu có được nghiêm túc á thì mời ba mẹ qua đây để nói chuyện cho hai đứa tìm hiểu. Cái lúc đó em nghĩ là ba mẹ qua là tới cưới rồi mới qua, đâu có tự nhiên mà tự nhiên mới quen mấy bữa cái tự nhiên mời ba mẹ qua. Cái em về cũng nói với ba em thuyết phục nên xong rồi ba mẹ em cũng qua, hai gia đình mới vô cũng ngồi nói chuyện. Lúc đầu là cho hai đứa nó tìm hiểu thôi. Cái không biết nói sau khoảng 2 tiếng đồng hồ sau cái quay qua hai đứa chừng nào cưới. Em không quá hiểu luôn. Quá nhanh luôn. Nhưng mà lúc đó là quen nhau được bao lâu rồi ta? Lúc đó quen nhau chừng nửa tháng. Đó cũng chút đỉnh đó. Có nửa tháng thôi vậy đó. Rồi bao lâu thì đám cưới luôn nè. Sau đó là hai gia đình đi coi bói, coi ngày. Coi ngày tới ông thầy đó coi ngày. Em với vợ mới đầu nói là để coi hợp không. Nếu mà không hợp á thì lần sau mình đi chỗ khác, mà mình đi trước mình đút 500 vô. Thế nào coi cũng hợp à. Ai ngờ hên là cái bữa đó coi hợp luôn. Mà thầy nói là cho hai cái ngày, một cái là tháng 4 âm, một cái là tháng 10 âm. Mẹ em với mẹ vợ em mới nói là tháng 10 đi, tại vì đỡ cập rập. Em là em muốn tháng 4. Cái xong rồi không lấy hai người hỏi em cái giờ con muốn tháng mấy. Dạ thôi tháng 10 cũng được. Nhưng mà trong bụng là muốn tháng 4. Dạ trong bụng là muốn tháng 4 là muốn cưới liền. Tình cảm nó đang mới mẻ. Chung là về nhà xong rồi anh mới là thấy ngu. Sao thấy hồi đó sao lại không phản bác lại cái ý kiến đó liền. Thì khi về nhà thì mới thảo luận với nhau mới nói lại là thôi đi coi lại tháng 4 đi, đừng coi tháng 10. Em mới tác động với ba em. Tháng 4 thì ba thấy cũng hơi lâu ba. Rồi chốt tháng 4. Như vậy là cưới trước được 6 tháng. Vậy là cưới từ lúc cưới cho đến lúc ngày hôm nay là được nhiêu được rồi? Bao lâu rồi? 3 năm. Gần 3 năm, 2 năm 11 tháng. Các em có em bé chưa? Dạ rồi, dạ có một bé 2 tuổi. Chúc mừng nghe. Rồi thôi bây giờ qua cái phần kia đi. Cái phần sau khi, tại yêu cũng nhanh đúng không? Tìm hiểu cũng ấy, nhưng mà rồi sau khi hai đứa lấy nhau rồi thì có thấy được những cái tật xấu nào của nhau bắt đầu mới lòi ra không, hay là vẫn cứ đẹp như mơ vậy? Không. Dần dần giống như là bị hụt hẫng nha. Em thấy mỗi ngày trải qua đều phải hụt hẫng. Giống như bóc bánh tét vậy đó phải không? Bóc lớp này rồi bóc ra rồi. Thấy luôn cái nhân rồi, cái đòn rồi. Rồi thấy sao nè, cái tật xấu anh à? Nói chung là khá là bừa bộn. Trải chuốt bản thân. Nhìn bánh tỏn gì mà bừa bộn à? Nói chung là trải, rất là trải chuốt bản thân luôn. Bao nhiêu tủ đồ giống như quần áo, mỹ phẩm của anh nó rất là nhiều, nhưng của cái em cái gì mỹ phẩm nói lại coi cái gì mỹ phẩm. Nói chung là máy rửa mặt, sữa rửa mặt các thứ. Đồ đó chung hết là đúng rồi, anh có hết. Nói chung là em cảm giác là anh điệu hơn em vậy. Hồi đó em thấy hả, tủ đồ á là đồ của em không.
Nhưng mà sau lúc thời gian mà giảm cân thành công á, còn gần 70kg thôi, là hả mua đồ rủ vợ đi shopping. Shopping xong về tủ đồ nhìn thấy đồ của anh không? Mình tham khảo cho biết thôi chứ mình không có đánh vô là thật xấu. Cái nào mới thật xấu em ơi? Đam mê. Cái đó là sở thích. Sở thích và đam mê là đẹp. Nói về sở thích thì cái sở thích của chồng em giống như giới thiệu như là thích hát, thích nấu ăn. Nhưng thực chất là hát rất là dở. Hát rất là dở và không biết nấu ăn gì hết. Cái sở thích với cái sở trường nó đâu có liên quan tới nhau. Đúng rồi. Tức là mỗi lần mà đời người em có ước mơ đúng không em? Đời người ước vậy thôi, kệ đi. Rồi tiếp tục. Thật xấu gì nữa? Tối hay khuya dữ lắm ạ. Khuya. Khuya xấu quá em. 2-3 giờ sáng mới ngủ. Thức khuya làm cái gì? Xem phim rồi chơi game rất là nhiều thứ luôn. Nói chung mình bị nghiện điện thoại vậy. Giờ tới em đó. Tới vợ đi. Đó, vợ em có thật xấu gì không nè? Nhưng mà vợ em tính rất là ỷ y, nó không có biết lo cho bản thân nhiều. Là đó, trên mặt em vợ em là có cái vết thẹo, là em với vợ em là làm bên kinh doanh gỗ. Cái bữa đó là vợ em để cây gỗ đập trúng đầu, tép vô một đường luôn. Vậy đó hả? Nhưng mà cái đó là tai nạn thôi chứ cũng đâu phải là cái tính bất, cái tính bất cẩn trong cuộc sống cũng khá là bất cẩn. Lúc mà có bầu á, có bầu lúc mà ở chung với nhà em, nhảy cà tưng xuống hai bậc xuống nhà em hết không? Em quên mất là em có bầu luôn. Mà vợ em á, giỏi thì vợ em có hay ghen không? Dạ có. Ghen dữ không? Có kiểm soát em hết tất cả mọi thứ không? Dạ có, kiểu là ghen với mấy người yêu cũ của em. Cái về là em thấy là tự nhiên Facebook em là người cũ xóa sạch. Mà đã xóa thôi đi, lâu lâu cái lại nói với em, à nhỏ này nó vậy nè, nhỏ này nó đang vậy nè, đang vậy nè. Kể cho mình nghe cái kêu mình bình luận đi. Đâu dám nói gì đâu. Cái đó chỉ là mình hài hước chút thôi. Cái đó không gọi là ghen. Chồng em thì đã có vợ rồi mà lên Facebook giống như là ai kết bạn, gái xinh kết bạn qua cũng xác nhận đồ like đồ, em rất là không thích. Bây giờ còn cái gì nữa không? Nóng tính. Mỗi lần nóng lên là em nói cái gì cũng không nghe. Cứng đầu. Nóng lên là như là làm ngược lại, mình muốn nói cái gì là bắt đầu làm ngược lại mà cũng có khi lớn tiếng nữa. Mà em là em tính em cũng hơi nóng. Nhưng mà gặp vậy em cũng phải nguội lại. Thường là ở nhà vậy đứa nào kèo dưới? Chắc em quá. Rồi giờ em mong muốn vợ thay đổi điều gì nè? Em mong muốn vợ là có biết chăm sóc bản thân hơn. Có thể là đừng có bất cẩn, đừng có lăng xả nữa. Tại vì mình là phụ nữ, mình cũng không phải đàn ông. Có nghĩa là bây giờ chồng muốn vợ là bớt bất cẩn lại thôi. Còn mong muốn cái gì nữa không? Mong muốn là đừng có nóng tính nữa. Đừng nóng tính nữa. Với lại giờ em có cái tật là suy nghĩ hơi nhiều. Là cũng như người ta chỉ nói vậy thôi, còn chưa biết là người ta ý gì. Nhưng mà về cứ tự suy nghĩ ra rồi suy diễn, tự... cái suy, đó diễn. Là suy diễn chứ không phải suy diễn. Còn em sao, em muốn chồng thay đổi gì? Chồng em thì em muốn nói chung là nếu mà không dọn dẹp nhà thì đừng có bừa bộn nữa. Rồi cố gắng chịu chơi với con hơn, chăm sóc sức khỏe bản thân, nên là ráng ngủ sớm hơn chút, quan trọng sức khỏe của mình. Vậy thôi đúng không? Ừ, hai người này 3 năm rồi vẫn còn rất là hạnh phúc. Những cái mà chồng mong muốn vợ, vợ mong muốn chồng, chị thấy cái đó nó cũng rất là nhỏ thôi mà các em sẽ tự điều chỉnh được đúng không? Chúc cho hai vợ chồng em nghe, nếu được, nếu muốn thì sẽ có thêm đứa nữa nghe, để cho vui nhà vui cửa và cuộc sống luôn luôn tràn đầy tiếng cười nghe, và luôn luôn hạnh phúc và công việc mọi thứ đều được ổn thỏa hết nghe. Cảm ơn hai đứa, cảm ơn hai đứa rất nhiều.